Bích Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ ba ngày 28 tháng 4 2020. Đến với bản tin Hoa Thành Đốn tối nay gồm có tin tức cộng đồng người Việt giúp nhau trong đại dịch Vũ Hán và tin tài liệu. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi bản tin Nhà Việt Nam phát khẩu trang tại Eden Center vào thứ bảy vừa qua. Bích Phượng của SBTN Washington DC kính chào quý vị, kính chào quý vị. Hôm nay tại Trung tâm Thương mại Eden ngày thứ Bảy 25 tháng 4 2020, nhà Việt Nam ở Maryland có một chương trình phát khẩu trang bằng vải miễn phí cho cộng đồng vào lúc 12 giờ trưa đến 2 giờ trưa. Xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh sau đây. Ngày thứ Bảy 25 tháng 4 2020, một ngày thật đẹp trời và cũng đã hơn một tháng. Rất lâu, sinh hoạt thương xá Eden không được trở lại bình thường. Nhưng bãi đậu xe cũng không còn vắng vẻ như xưa. Và đặc biệt vào lúc 12 giờ trưa đến 2 giờ trưa đã có tặng miễn phí khẩu trang vải non-medical để phòng sự lây lan dịch COVID-19. Được biết, từ một tháng qua, nhà Việt Nam, Maryland đã phát động mai khẩu trang để tặng cho nhân viên ở các nhà thương, cảnh sát, các vị cao niên, nhân viên bưu điện, quân nhân, những người vô gia cư trong vùng Fairfax County, Montgomery County và Washington DC với sự tham gia bảo trợ về hiện kim cũng như nhân lực từ nhiều thiện nguyện viên từ Virginia, Woodbridge, Sterling, Springfield, Fairfax, Falls Church đến Maryland, Baltimore, Laurel, Rockville, Silver Spring. Đã hơn 4.000 khẩu trang vải được hoàn thành trong thời gian ngắn và đã được phân phối đến các địa điểm nơi tuyến đầu hầu giúp chặn lại sự lây lan dịch COVID-19 và các cơ quan duy trì các dịch vụ giúp cộng đồng khắp nơi trong vùng Washington DC. Kính thưa anh Nguyên Lê, hôm nay tại Trung tâm Thương mại Eden thật là nhộn nhịp sau một thời gian coi như là hơn một tháng nay. Xin anh chia sẻ với khán giả của đài biết được là những cái mục đích của nhà Việt Nam, Maryland hợp tác với rất là nhiều hội đoàn và cá nhân cũng như Liên đoàn Sài Gòn. Xin anh chia sẻ cho mọi người biết được. Cảm ơn câu hỏi của chị. Đầu tiên thì xin kính chào tất cả quý vị đang xem đài. Tôi là Nguyên Lê, đại diện cho nhà Việt Nam Maryland, thì rất vui có được cái cuộc phỏng vấn và trả lời ngày hôm nay. Cái ý nghĩa của ngày hôm nay đó là như quý vị cũng thấy đó là các anh chị em trong nhà Việt Nam Maryland đang phân phát khẩu trang được may vải rất là chất lượng để phân phát cho cộng đồng người Việt đang có nhu cầu tại khu vực này. Thì để có được những khẩu trang rất là chất lượng và rất đẹp này đó, thì nhà Việt Nam đã cùng với lại các hội đoàn và các tình nguyện viên, bao gồm là có hội Sài Gòn Gia Định, Liên đoàn Hướng đạo Sài Gòn, Hội Ái hữu Maryland AVA, Hội Thăng tiến hôn nhân ở Maryland, Dòng con Đức Mẹ vô nhiễm. Cùng với lại hàng chục những các tình nguyện viên âm thầm ngày đêm đã may trong suốt tháng qua. Và cho đến nay đó thì nhà Việt Nam cũng đã huy động được hơn 4.000 cái khẩu trang và phân phát cho cộng đồng. Ngày hôm nay thì quý vị thấy đó là khẩu trang này phân phát cho tất cả, không phân biệt. Tất cả những ai có nhu cầu thì cứ đến, thì nhà Việt Nam rất vui để chia sẻ với lại các cô chú anh chị những cái khẩu trang của các tình nguyện viên. Trong thời gian qua thì anh chị em trong nhà Việt Nam của chúng tôi cùng với lại các hội đoàn đã không chỉ là hỗ trợ cho các cộng đồng người Việt ở đây mà chúng tôi còn đã hỗ trợ những cái khẩu trang này cho lực lượng cảnh sát trong quận và các nhân viên đang làm việc trên ngành y tế. Bên cứu hỏa cũng như là bên bưu điện, thì chúng tôi hy vọng rằng là cùng với nỗ lực của tất cả tình nguyện viên và các hội đoàn thì nhà Việt Nam sẽ cùng đồng hành với lại cộng đồng để vượt qua cái giai đoạn khó khăn của cái đại dịch COVID-19 này. Kính thưa anh, tài chính cũng như nhân lực, anh có thể chia sẻ thêm nhiều là đóng góp như thế nào? Và biết ra là những cái tiệm vải đóng cửa vậy thì là những cái vải này là phải order online hay sao?
Đúng đó, tất cả những cái vật phẩm mà chúng tôi có để may ra được cái khẩu trang thành phẩm như ngày hôm nay đó thì là cả một cái sự vận dụng của tất cả các tình nguyện viên và hội đoàn. Ví dụ như rằng là chúng ta cũng biết rằng là trong cái đại dịch thì tất cả những cái văn phòng hoặc là các trung tâm mua sắm đều đóng cửa. Thì để mua được các loại vải có chất lượng và phù hợp để may ra được cái sản phẩm là cái khẩu trang này thì chúng tôi cũng phải nghiên cứu và chọn trên mạng hết. Nhưng mà cũng phải trao đổi và nhờ những người có kinh nghiệm làm khẩu trang họ tư vấn để mua đúng cái loại vải. Và có khi thì chúng tôi phải đợi, có một số hội đoàn phải đợi đến gần 2 tuần mới có được cái sản phẩm vải này. Và khi mà có vải thì chúng tôi mới bắt đầu là cùng chia ra để may, cắt may rồi sau đó thì đính thêm cái dây thun này. Và để ra được cái này đó thì mình nghĩ là đơn giản, nhưng mà trong cái thời gian này đó thì cũng phải cần đến cái sự hỗ trợ rất lớn của các tình nguyện viên. Và khi mà để trả lời câu hỏi rằng là tiền hoặc là cái công sức như thế nào thì rất khó để đong đếm được. Bởi vì trong cái giai đoạn này thì ai cũng bị khủng hoảng bởi những cái khó khăn của đại dịch gây ra. Thì thành ra là chúng tôi rất là trân trọng cái sự tham gia đóng góp của các tình nguyện viên và các hội đoàn, bởi vì họ không chỉ là vượt qua cái khó khăn của bản thân họ mà họ cũng còn đang nghĩ đến những khó khăn của cộng đồng và tham gia đóng góp chung tay cùng với nhà Việt Nam để hỗ trợ cho cộng đồng. Kính thưa anh, được biết là hơn 4.000 cái khẩu trang được may rồi phải không thưa anh? Dạ đúng rồi. Vậy vẫn còn tiếp tục may hay không? Hiện tại thì chúng tôi vẫn tiếp tục, bởi vì theo dự đoán thì vừa qua thì chính quyền cũng đã thông báo rằng là có khả năng đại dịch này nó sẽ không kết thúc sớm, và việc đó đồng nghĩa với cái nhu cầu sẽ vẫn còn trong việc sử dụng khẩu trang. Và do vậy thì chúng tôi vẫn khuyến khích các tình nguyện viên cùng tham gia với chúng tôi trong việc mà may sản xuất khẩu trang và cung cấp cái khẩu trang có chất lượng này cho cộng đồng. Chúng tôi hy vọng rằng là cái đại dịch sẽ sớm kết thúc. Tuy nhiên, nếu như mà trong cộng đồng vẫn có nhu cầu thì chúng tôi cũng sẽ cùng đồng hành với lại cộng đồng để vượt qua cái giai đoạn này. Xin chân thành cảm ơn nhà Việt Nam Maryland đã cổ động mọi người làm một cái việc rất là ý nghĩa này. Bích Phượng xin kính chúc mọi người stay safe, stay healthy và mong gặp lại trong một cái hoàn cảnh mà có thể là không phải đứng xa 6 feet như bây giờ. Cảm ơn chị Bích Phượng. Cảm ơn quý vị xem đài. Từng chiếc xe lái ngang qua đã được phát khẩu trang, mỗi một xe 2 cái. Và để bảo đảm về social distancing, những người đi bộ không được nhận khẩu trang. Công tác này được thực hiện bởi nhà Việt Nam Maryland, Hội Ái Hữu Sài Gòn Gia Đình, Liên đoàn Hướng Đạo Sài Gòn, Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Maryland, Hội Ái Hữu Việt Mỹ, AVA, Hội Cao Niên Việt Mỹ, VASA, Toàn thể Mạnh Thường Quân, Thiện Nguyện Viên và Thân Hữu Xa Gần đã đóng góp vào công tác tình thương này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phóng sự ngày phát khẩu trang miễn phí tại Trung tâm Thương mại Eden, thành phố Fortress, Virginia. Bích Phượng xin hẹn quý vị vào những kỳ phóng sự lần sau. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.